Em xin chào các bác nhé. Hiện nay là phiên của buổi sáng của ngày mùng 5 tháng 8 năm 2024. Sáng nay vườn lan Cường Thúy nhà em sẽ lại tiếp tục ra vườn quay một số mặt hàng giới thiệu nữa các bác. Toàn những hàng siêu hot hit, hàng hoa Tết để cũng có, hoa hè cũng có, hoa ra quanh năm nhé. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc, phí ship bên nhà em là đồng giá là 35k một đơn hàng. Và các bác ơi, các bác xem video thì các bác nghe rõ hộ em, cái nào em bán combo, sản phẩm, bao nhiêu sản phẩm em miễn phí ship thì miễn phí ship nhá. Còn không thì các bác cứ vui lòng cộng thêm cho em phí ship nhá. Đó. Này, nhà em rất là chi là nhiều, toàn những mặt hàng siêu hot hit này. Không để các bác chờ đợi lâu, sau đây em Thúy sẽ đi vào giới thiệu báo giá chi tiết cho các bác từng mặt hàng một. Ôi, đẹp lắm, toàn những mặt hàng siêu 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 hot hit luôn nhá các bác nhá. Đó. Rất chi là nhiều luôn. Tiếp theo đây em sẽ giới thiệu một các bác một dòng nhạn hoa siêu thơm luôn. Nhạn áp 3 nha các bác nhá. Một dòng nhạn đột biến. Hàng này hàng Thái Lan. Ôi, cây lá xếp đẹp mướt mát luôn. Và đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Nhạn này nhạn áp 3. Đây 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 đây. Mặt hoa của nó đây. Mặt hoa ở bên ngoài nó sẽ đậm đà, nó đẹp hơn ở trên ảnh nha các bác nhá. Hoa thì siêu thơm luôn. Hoa là siêu thơm luôn nhé các bác nhé. Nhạn áp 3 hoa vàng lưỡi trắng. Hoa cực kỳ thơm luôn. Và dòng này là dòng lá xếp nhé các bác nhé. Dòng này dòng lá xếp này. Hàng này em Thúy chia sẻ với các bác. Giá là 110.000 một chậu thôi. Các bác mua 5 chậu em miễn phí ship nhé. Và cây nó sẽ trung bình từ đôi 4, 6, 7. Nó từ 7 cặp lá trở lên nhé. Có cây 8, 9 cặp lá nhưng em cứ bán từ 7 cặp lá đi. Đôi 4, 6, 8 này. Đấy, cứ từ 7 cặp lá trở lên. Các bác mua 5 chậu em miễn phí ship nhá. Và hàng này là hàng nhạn đột biến của Thái. Nói về cái dòng hàng Thái này thì các bác cũng... em cũng giải thích đôi câu với các bác. Khi mà người ta lai tạo bao giờ người ta cũng tìm mặt hoa bố. Bố đẹp mẹ xinh. Để ra một loại... con nó một cái dòng cây con nó phải thật xuất sắc và hoa nó thật thơm nhá. Dòng nhạn Thái này hoa thơm lắm các bác ơi. Thơm cực kỳ luôn. Đấy, các bác cứ mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship. Yêu cực, cây nào cũng yêu nhá. Cây nào cũng yêu mướt mát luôn. Và giá cực kỳ yêu luôn. Nhà em về rất là nhiều luôn. Đây các bác xem này. Nhà em về cực kỳ yêu luôn nhá. Đó. Rất chi là nhiều. Và hoa siêu thơm luôn. Cái hàng này thì các bác có thể trồng, mình trồng ra chậu cũng được, mà ghép gỗ lũa thì càng đẹp nhá. Ghép gỗ mình sẽ mua một ít về mình ghép thành cái gỗ vào gỗ lũa này, thành tác phẩm nhá. Cầm 7 đến 10 ngày các bác vẫn phải cho nó ăn phân thuốc một lần nhá. 7 đến 10 ngày vẫn phải cho nó ăn thuốc bổ này. Yêu cực luôn. Em có một cái lô đay châu Thái, hoa nhiều màu. Và cái giá hôm nay em Lý đưa ra là giá thanh lý nhá. Và hàng này là hàng đay châu của nhà em. Tất cả đều có những cái có đã, nó đã ra hoa rồi. Đây, nó có thể là nó bị mất lá chân. Hoặc là lá chân nó hơi xấu xấu một tí. Và hàng nó thì gọi là đẹp như hoa hậu thì không đẹp như hoa hậu. Nhưng mà em thấy nó là cũng là gần là hoa hậu rồi. Đấy, hàng hôm nay em về rất là nhiều mặt hoa. Như là mặt hoa coqui này, các bác nhìn thấy chưa? Trắng lưỡi đỏ này, bò sữa này, màu cam nhá, màu cam đỏ này, màu hồng Đà Lạt này, màu đỏ đốm này, màu sắc pháo này. Đó, màu trắng có nhưng mà rất là ít bác ạ, các bác ạ, màu trắng có nhưng mà rất ít. Đấy, đỏ đốm là rất là nhiều loại đỏ đốm. Và màu đỏ cherry nhá. Đấy. Rất là nhiều màu. Và cái hàng này là em Thúy bảo hành cho các bác là hàng chuẩn hoa Tết của em. Một chậu như thế này. Nó trung bình nó từ 3 cặp lá trở lên. Nói chung là nó từ 3 cặp lá trở lên thôi. Có cây 4-5 cặp lá nhưng em bán từ 3 cặp lá trở lên. Em sẽ bốc solo cho các bác. Và hàng này em... Và em nói lại là em hàng này hàng em thanh lý. Em thanh lý cho các bác giá cực yêu luôn. 45k một chậu. Có 45k một chậu thôi. Đây em bỏ ra em đo trung bình nhá.
Đông trung bình mà chiều cây diều dài lá này, ví dụ như cái cây này này, cái lá là dài nhất thì nó sẽ được hơn một gang tay. Còn cái lá trung bình của nó sẽ được cũng hơn một gang tay. Đấy, hơn một gang tay nha các bác nhá, hơn một gang tay em. Gang tay em nó không phải gang tay các bác đâu. Cây to thì nó cũng gọi là nó chỉ to hơn, nhỉnh hơn một chút chút thôi. Em chia sẻ với các bác là 450.000 một chục cây. Các bác mua 10 cây, em Thúy miễn phí ship. Và các bác mua lẻ thì em ship từ 5 cây trở lên nha các bác nhá. Đấy, các bác mua lẻ thì em ship từ 5 cây trở đi lên. Và các bác nào đến vườn chọn thì không bao giờ có cái giá này đâu các bác nhá. Đấy, em không để bảo là các bác đến là hết hơi, các bác đến là các bác lại bảo là thế nọ thế kia. Đấy, cây từ 3 cặp lá trở lên. Và hàng này em bảo hành cho các bác là ra hoa năm nay. Năm ngoái nó đã cuống đầy những cây có cuống hoa cũ hết rồi nhá. Đấy, nó đây này, cuống hoa cũ này, các bác nhìn thấy chưa? Cây này ví dụ như cây này nó bị mất lá chân này. Đó. Các bác nghe rõ em nói nhá, từ 3 cặp lá trở lên giúp em nhá. Đây này, em chỉ có độ khoảng hơn 100 cây thôi chứ cũng không có nhiều. Đây nữa đây. Không có nhiều đâu các bác nhá. Em giới thiệu tiếp các bác một mặt hàng nữa là siêu hot hit luôn. Gọi là cái combo này là siêu hủy diệt luôn. Giá rẻ cực kỳ luôn. Và cực kỳ là đẹp luôn nhá. Hôm nay em sẽ về được có những mặt hoa sau. Trầm Mỹ này, trầm rồng đỏ, trầm cổ, trầm thiên long, búp bê hồng, DH77. Ôi mặt hoa này, trầm chớp nhá. Siêu đẹp luôn các bác ơi. Đẹp lắm lắm ấy ạ. Đấy, em sẽ bán combo nhá. Đẹp chưa các bác ơi? Trầm huyết nhung đấy. Và cái dòng trầm này hoa nó siêu thơm luôn này các bác này. Hoa siêu thơm luôn. Em hôm nay em sẽ bán combo cho các bác nhá. Chậu nó Alaso, có cả nhiều thân, có cả ít thân nha các bác nhá. Em sẽ bán cho các bác combo là 110.000 ba chậu. Khi các bác mua 6 chậu, giá chỉ còn là 200.000. Đấy, nó trên chậu có chậu, nó nhiều thân, có chậu ít thân, thân dài, thân ngắn. Đấy, các bác nhìn kỹ em nhá, mầm non vẫn đang lên nhá. Nhìn kỹ hộ em. 110.000 ba chậu, các bác mua 6 chậu giá 200.000. Và cái giá này em đưa ra là giá em không bao gồm phí ship nhá các bác nhá. Em không bao ship nhá. Nó đã rẻ lắm rồi các bác ơi. Cho nên là các bác đừng yêu cầu em bao ship nhá. Chỗ này em quay nó hơi nắng này, nhìn nó không được mướt mát lắm. Đây các bác nhìn này, yêu chưa? Đó. Kính thưa các loại trầm, giá chỉ có là rất là rẻ luôn. Và đây em giới thiệu tiếp các bác một dòng vũ nữ siêu to khổng lồ luôn. Và cái dòng này nó cũng là mặt hoa nó siêu đẹp luôn. Vũ nữ mặt trời nhá, vũ nữ mặt trời đỏ. Đây em cho các bác xem mặt hoa này. Đẹp thiên thần luôn. Đẹp lắm lắm ấy ạ. Một chậu như vậy nó rất là nhiều thân. Đấy. Và nó đang đẻ mầm gốc rất nhiều. Các bác có thể mua cái chậu này về nhà mình mà có những cái cây cây kiểu như là cây bóng dâm ấy, về mình tách ra mình ghép lên trên chậu trên cây cũng được. Cây nó đẻ nhanh lắm các bác ạ. Và có thể là về các bác sang chậu cho nó đẻ nhá. Đấy, hôm nay em về hai dòng, một dòng mặt trời đỏ và một dòng mặt trời cam đây. Em cho các bác xem mặt trời cam đây. Hoa nó siêu thơm. Đấy, siêu đẹp luôn. Và cái dòng này cần hoa nó rất là dài luôn. Nó phải dài mét, mét 2 nhá. Đấy, một chậu như thế này. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 150.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em miễn phí ship nhá. Các bác ơi, các bác nghe rõ em, 5 chậu miễn phí ship nhá. Đây này, to đẹp lắm, đẹp mướt mát luôn. Đây là mặt trời mặt trời đỏ, còn bên đây là mặt trời cam. Em sẽ để riêng ra. Đấy, chậu cũng siêu to khổng lồ luôn. Các bác mua mua dòng hoa nào cũng được. Đấy. 150.000 một chậu, các bác có thể mình mua ghép đơn. Mình mua mỗi màu một chậu cũng được. Đấy. Đỏ và cam nha các bác nhá. Đấy, cái đỏ nó sẽ có đỏ đậm, đỏ nhạt. Siêu đẹp luôn. Chậu nó siêu to khổng lồ nữa các bác ạ. To khổng lồ luôn, nhiều thân lắm lắm luôn ấy ạ. Đấy. Và cái dòng này thì các bác tưới nước nhẹ nhẹ thôi nhá. Các bác đừng tưới đẫm nước nhá. 7 đến 10 ngày vẫn cho em nó ăn phân thuốc một lần. Yêu chưa?
yêu lắm. Ôi dồi, cái chậu này nó còn tuy to khổng lồ như này này. Những cái chậu mà thân nó to nó dài ấy thì nó hơi ít thân hơn nhá. Và đây em sẽ giới thiệu tiếp với các bác một dòng đen rô. Đây, trồng chậu cực kỳ siêu to khổng lồ luôn nhá. Nên là chỗ này nó quay nó hơi tối, em nhập được có mười mấy chậu thôi. Đấy, một dòng đen rô vàng mắt đen nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Siêu yêu luôn nhá. Đen rô vàng mắt đen nhá. Chuẩn mặt hoa luôn. Bên ngoài là cái màu vàng ấy nó sẽ đậm đà hơn, màu đen nó cũng sẽ đậm đà hơn ở trong ảnh. Một chậu siêu to khổng lồ này nặng lắm các bác ơi, nặng phải 3-4 cân nhá. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 190.000 một chậu đi. 190.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Đấy, hàng trồng thuần rồi. Thuần vỏ thông này các bác này. Đấy. Mầm non nó đang lên phát triển nhá. Siêu to khổng lồ luôn các bác ạ. Đây. Đấy. Những trên một chậu nó sẽ có cả thân già, cả thân non nhá các bác nhá. Thân già thì nó đây, nó trơ trụi trên đây. Còn thân non đây. Thân thì năm nay nó ra hoa thì nó đang có lá nhá. Mầm non vẫn đang tiếp tục lên này. Có 190.000 một chậu thôi. Em có mấy chậu thì có mười mấy chậu thôi các bác nhá. Hoa siêu thơm luôn. Em vừa cập bến được một lô trâu vàng nhá. Trâu chuẩn hoa màu vàng và em Thúy bảo hành đánh xe đánh mã số và đánh tem vào cây cho các bác. Chuẩn hoa màu vàng và cái hàng này bảo hành năm nay sẽ rơi. Sẽ mình sẽ có hoa nhá. Có rất là nhiều cây cuống hoa cũ nó vẫn còn trên trên cây luôn. Và rễ tơ này, em cho các bác xem màu hoa này. Chuẩn màu vàng luôn nhá. Chỉ riêng có mỗi cái vườn này nó có thôi. Cách đây 3-4 năm nhà em đã bán rồi. Các bác nào mua nhà em cách đây 3-4 năm thì biết ấy. Cái ngày đấy nó mình còn chưa có mốt chơi hoa vàng ấy. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Mình có chưa có mốt chơi hoa vàng. Ảnh ở cây ở bên ngoài hoa nó sẽ đẹp hơn. Em đang nói chuyện ngày đấy chưa có mốt chơi hoa vàng. Đâm ra là nhà em bán nó không biết được bao nhiêu là bao nhiêu. Nhưng cái ngày đấy cây nó to. Bây giờ nó quý hiếm thì đâm ra là tự dưng có cái mốt chơi hoa vàng, đâm ra là chỉ có cây nó như thế này thôi. Và bảo hành cho các bác ra hoa nhá, nó từ 4 cặp lá rưỡi trở lên nhá. Đôi 4, 5, 6 này, đôi 4, 6 này. Thôi em cứ bán từ 4 cặp lá rưỡi trở lên. Em Thúy chia sẻ với các bác giá 210.000 một chậu. Và các bác mua 5 chậu, em Thúy miễn phí ship nhá. Đây này các bác ấy, bao la bát ngát luôn nhá. Chuẩn hoa vàng luôn. Chỉ có mỗi phiên vườn này nó có thôi. Chứ không vườn là nhà nào có đâu. Chuẩn hoa màu vàng luôn nhá. Hoa đai và hàng này hàng đai châu, hoa nó sẽ nở chuẩn Tết luôn cho các bác mình. Bảo hành nở chuẩn Tết luôn nha các bác nhá. Đây này các bác nhìn này. Nhà vườn họ đánh dấu hết rồi, không thể nhầm được. Đấy. Mướt mát luôn. Yêu lắm. Và cái dòng này này, cây nó không có lá xếp hay lá mít đâu. Riêng cái dòng hoa vàng ấy các bác ạ. Các bác cứ nhìn cây nó trông cái lá cây nó rất là ngố luôn. Cái đặc điểm của cái cây hoa vàng này. Rồi các bác nhìn thấy sướng chưa? Đặc điểm của cái cây hoa vàng này trông lá nó rất là ngố luôn. Đấy chứ các bác mà cứ đòi mua xếp mít mít mấy cái gì là không phải hoa vàng đâu nhá. Đây hàng nó như thế này, đây thực tế là nhà em đây. Em vừa cập bến được một cái dòng coqui xưa. Lá cực kỳ to luôn nhá. Dòng này dòng coqui xưa. Cổ xưa đây, lá to nhá. Hoa tím lịm luôn. Đó, em cho các bác xem mặt hoa đây. Mặt hoa này đẹp lắm và hoa siêu thơm luôn. Hoa siêu thơm nó sẽ có 3 màu hoa nhá. Nhạt và đậm ạ. Đây. Em cho các bác xem một cái cây thực tế tại nhà em đây. Cây này giờ nó cao gần 2 mét, một mẹ nó đẻ ra được bao không biết là bao nhiêu đứa con này. Các bác nhìn thấy chưa? Đang chi chít hoa nhá. Năm nào nó cũng ra hoa con nó đẻ này. Kinh khủng luôn. Nụ đây nhá, hoa này, hoa dưới gốc này, có thể là em quay nữa, các bác nhìn không rõ này, hoa trên ngọn đây. Và cái dòng này, hoa nó sẽ ra rải rác từ tháng 6 cho đến tháng 12, thậm chí Tết là mình cũng được chơi hoa nhá. Nhà em chơi hoa được mấy năm Tết rồi, tầm này, đối với cái hàng Thái này, tầm này các bác mua về, mình sẽ kích hoa, thì Tết mình sẽ được chơi hoa nhá. Đấy, cứ hàng Thái, cứ về nhà mình được mấy tháng là nó sẽ ra hoa. Đây, một chậu như thế này, trung bình từ 5 cặp lá trở lên. Em chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu, em Thúy miễn phí ship. Các bác nào mua cây to, đẻ con này, cây thi dụ cây này đẻ con này,
và cây to đây. Bên đây em có ít cây to đây. Thì giá tiền nó sẽ hơn nhá. Cây những cây to này thì giá tiền nó sẽ hơn này. Đó. Và đối với cái dòng này thì thoảng lá nó có một tí như này, nó không phải là bị lỗi lá hay làm sao đâu. Đấy, thi thoảng nó có bị tí như này, nó cái này nó kiểu con ong châm ở trên vừa bên vườn ấy. Cái mùa hoa nó ra thơm quá, nó ong nó vào nó châm ấy. Và cái dòng này thì hoa đấy gọi là thôi không phải bàn nữa rồi. Siêu thơm luôn. Thơm lắm ấy, nhà em có một giò nó đang nở tại đây mà nó thơm rứt hết cả đầu rồi này. Đấy các bác ơi. Thơm cực kỳ luôn. Cái này nó càng nở hoa nó càng đậm nhá. Đấy, cho em cho các bác xem vào. Đấy, nụ này, ngon lắm. 120.000 một chậu, các bác mua 5 chậu miễn phí ship. Và em bảo hành cho các bác này, dòng này dòng cổ xưa, lá to chứ không phải cái dòng lá xếp nhỏ đâu các bác nhá. Đây em còn một cái giò này này nữa đây này. Nở sắp tàn này, bông hoa nó to như cái bát ấy. Siêu thơm luôn, đứng đây rứt hết cả đầu luôn. Đây các bác nhìn thấy cái dòng này. Nhà em lá nó cũng không đẹp đâu nhưng mà thuộc dòng lá to đây. Nó không được cái hàng này về vườn này mình trồng tự nhiên nó không mướt mát nó không đẹp nhưng mà hoa nó cực kỳ thơm. Và cái này này cực kỳ dễ trồng luôn. Bộ rễ này yêu chưa? Đó, thuộc dòng rễ gió nhá. Bộ rễ rất là yêu luôn. Cây nào cây đấy này. 120.000 một em thôi. Coqui tím xưa. Lá xếp nhá. Các bác ơi, em cứ bán cặp lá. Chứ các bác đừng bảo là đo xem là chiều dài được bao nhiêu là em không biết đo điểm nào, điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. Em cứ đếm này 1, 2, 3, 4, 5. 5 cặp lá là em cho nó lên đường thôi. Chứ còn không, các bác đừng bảo em là đo xem là chiều cao được bao nhiêu này, em không biết đo đâu. Đo không biết là đâu là đầu, đâu là cuối này. Đôi này, 4 này, 6 này. Đấy, nó cứ trung bình là 5-6 cặp lá trở lên. Hoa thơm quá cơ. Tiếp theo em sẽ giới thiệu với các bác một lô phi điệp siêu đẹp luôn. Rồi, thân nó dài như cái đòn gánh ấy này các bác này. Thân dài to mập nhá. Lá mít nhá. Đó là cái dòng phi điệp nổi tiếng của Hòa Bình. Năm cánh trắng mắt đỏ và hàng cửu long cao phong nha các bác nhá. Ôi đẹp lắm. Hàng nó thì là 100% thân tơ tít nhá. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Năm cánh trắng mắt đỏ đây. Cái dòng này hoa siêu dài, gọi là siêu hoa luôn. Ra hoa phun từ gốc đến ngọn. Và đây là cửu long cao phong nhá. Đó. Hai mặt hoa đấy. Ôi các bác ơi, chậu này. Yêu chưa? Lá này lá mít nhá. Thân để thân tơ hết nhá. Chậu nó siêu dài. Và những cái hàng này này, khi mà nó đạt được chiều cao tối đa, nó sẽ dài hơn mét nhá. Như cái đòn gánh ấy, hiện tại là có những cái ngọn nó đi ngọn này các bác nhìn này. Đây là thi thoảng mới có ngọn dài như vậy thôi. Còn trung bình nó từ cái nào mà cái ngọn nào mà ngắn ở chân gốc thì nó 3-40. Còn không nó trung bình là 5-60. Đây. Một chậu như thế này. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 150.000 một chậu. Các bác lấy 5 chậu, em Thúy miễn phí ship. Đây các bác ơi, yêu lắm. Thì thoảng mới có cái chậu nào nó dài thì nó ít thân nhá. Nó ngắn thì nó sẽ nhiều thân. Đây, yêu chưa các bác này. Và cái hàng này nó là hàng thân thòng. Khi đóng gửi đi xa em sẽ bịt gốc như này. Khi các bác dỡ, em bịt gốc và em sẽ băng cố định nó vào thùng. Khi các bác dỡ hàng thì các bác cẩn thận giúp em, tránh trường hợp cầm dứt lên là gãy ngọn là quay sang bắt đền em nhá. Bao giờ em cũng băng cố định cái gốc vào và cái ngọn đấy cũng băng cố định vào. Nhưng nhiều khi các bác dỡ ra, các bác chỉ dỡ gốc thôi, ngọn các bác để nguyên. Thế là bác cầm cái gốc các bác dứt lên thì nó cái vô hình chung cái ngọn nó vẫn còn ở trong thùng, nó gãy là các bác quay sang bắt đèn em nhá. Đây này, hàng này, hàng ươm ki của em nhá. Bao chuẩn mật hoa luôn chưa các bác? Mướt mát chưa các bác ơi? Mướt mát ô mê ly luôn. Có 150.000 một chậu thôi. Phi điệp Hòa Bình thì em cũng không phải giải thích nhiều. Một dòng hoa nổi tiếng rồi. Hoa siêu thơm luôn. Ngọn to mập nhá, lá mít nhá. Em có một cái dòng nhạn VIP 4N. Hàng vừa cập bến nha các bác nhá. Siêu đẹp luôn các tình yêu ơi. Đó. Đây này em cho các bác xem này. Chuẩn hàng lá mít nhá. Chuẩn hàng lá mít nhạn 4N. Và cái hàng này thì em cũng nói rõ luôn, nó là hàng Thái Lan. Còn các bác hỏi là hoa nó có thơm không, mặt hoa nó có đẹp không, thì em cũng xin trình bày với các bác là bao giờ người ta cấy ra một cái mặt hoa mới, người ta cũng phải tìm cái dòng cây bố mẹ cực kỳ đẹp để người ta lai tạo ra một cái giống cây con thật xuất sắc.
và mùi hương nó thì cực kỳ là quyến rũ luôn. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Nhặt hoa, mặt hoa nhạn VIP của nhà em đây nhá. Đẹp lắm cơ. Và thơm cực kỳ luôn. Đây này. Thơm ơi là thơm luôn nhá các bác nhá. Chuẩn nhạn lá mít nhá. Các bác ơi, nó sẽ hàng hôm nay em về em sẽ có những cái dòng cây thôi. Dòng cây mẹ con thế này thì hàng em sẽ bán nó cao tiền hơn. Và dòng cây 1 thì em chia sẻ với các bác giá là 230.000 một chậu. Giá trên chưa bao gồm phí ship, các bác mua 5 chậu em thí miễn phí ship nhá. Đấy, cái hàng này lúc trước là nó là rơi vào hơn 300.000 một chậu đấy. Nhưng hôm nay em cắt được cái lô này, nhà vườn bán cho em giá cực kỳ rẻ. Và hàng này thì em Thúy sẽ chia sẻ với các bác ra từ đôi 4, 6, từ 7 cặp lá trở lên nhá. Nó có thể nó 8, 9 cặp nhưng em chỉ bán từ 7 cặp trở lên thôi. Các bác nào mua nhà em rồi thì biết rồi đấy, bao giờ em cũng phải nói nó bơn bớt đi. Đó. Và những cái toàn bộ những cái hàng này em đóng gói cực kỳ cẩn thận, em sẽ bọc giấy vụn và bọc giấy báo bên ngoài khi các bác nhận hàng. Các bác dỡ ra cẩn thận giúp em. 230.000 là một chậu đôi, à chậu đơn. Chậu đơn. Và các bác mua chậu đôi như thế này thì giá nó phải hơn tiền nha các bác nhá. Đó. Hoa thì cực kỳ thơm và cực kỳ quyến rũ. Và cái dòng này hoa nó sẽ nở rải rác từ tháng 6 cho đến tháng 10 dương lịch nha các bác nhá. Cái hàng Thái này nó không có ra một cái tháng cố định nào cả. Nó cứ về Việt Nam mấy tháng là bắt đầu nó sẽ nở đấy. Nó sẽ rất là nhiều cây mẹ con nhé, các tình yêu nhá. Và hàng này hàng lá mít cực kỳ luôn. Mít đồng xu của em nhá. Mít đồng xu luôn. Đấy. Và đây là một cái dòng kiều mỡ gà Lâm Đồng, hay còn gọi là kiều cam nhá các bác nhá. Hàng này hoa nó sẽ nở chuẩn Tết, em bảo hành hoa Tết cho các bác. Đây em cho các bác xem mặt hoa này, hoa thực tế nở tại vườn đây nhá. Cái này ở hoa ở bên ngoài nó còn màu, nó còn đậm đà hơn là mình xem ở trên ảnh nhá các bác nhá. Đấy, hoa cực kỳ là sai hoa luôn. Đây còn mặt hoa đây, mặt bông của nó đây. Đẹp tuyệt thiên thần luôn mà rất là sai hoa luôn. Hàng này một chậu rất là to luôn, rất là to nhiều thân. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 260.000 một chậu nhá. 260.000 một chậu. Hàng này ở những shop khác người ta đang bán là 300 mấy ý, nhưng mà nhà em chỉ có bán 280 thôi. Em nhập trực tiếp tại vườn này. Có những cái chậu nó to hơn thì giá tiền nó sẽ hơn nhá. Và hàng này một lần nữa em Thúy khẳng định nó là hàng hoa nở chuẩn Tết luôn cho các bác nhá. Đây, cái chậu trung bình đấy là 260.000. Và chậu to hơn thì nó sẽ rơi vào 280-300. To già nhiều thân hơn nhá. Đấy, hàng này em sẽ bịt gốc đi xa này. Cái dòng kiều này hoa nở chuẩn Tết nhá. Dòng kiều rất là nổi tiếng. Đi xa em sẽ bịt gốc khi các bác nhận hàng nó. Các bác phải cẩn thận cho em. Và cái này, thì em trồng vào sai chậu rất to. Sai chậu là phi là... Cái này nó là phi 28, 25, 28 thì đấy, chậu rất to nhá. Đấy, các bác nhìn này. Chậu nam nhá. Đẹp mướt mát luôn và hàng hoa nở chuẩn Tết luôn. Chuẩn kiều mỡ gà, kiều cam nhá. Giá chỉ có 250.000 một chậu và cái giá này là em không bao ship. Các bác mua 5 chậu em bao ship nhá. Thực ra là em cũng không muốn bao ship đâu. Một chậu này nó nặng 2 cân, trên 2 cân cơ. Đấy, thì nhưng mà thôi các bác mua nhiều thì thôi em mới 5 chậu em mới miễn ship nhá. Nặng lắm các bác ạ. Trời ơi, nó kinh khủng luôn ý. Em giới thiệu tiếp các bác một mặt hoa hàng nữa. Đó là giả hạc Pháp chuẩn hoa Tết luôn nha các bác nhá. Ôi, đẹp lắm các bác ạ. Nó dài, miên man luôn. Dài miên man luôn. Cái hàng này nếu mà mình trồng đến Tết nó ra hoa thì nó phải dài hơn mét nhá. Chuẩn hoa, chuẩn giả hạc Pháp nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa nó gọi là siêu đẹp và siêu thơm. Bông hoa thì cực kỳ là sai hoa, cực kỳ là dài. Một chậu nó rất là nhiều thân, chi chít thân luôn. Và toàn những là thân tơ này. Thí dụ như này, cái này là 100% là thân hoa hết nha các bác nhá. Đó. Một chậu như này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 140.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship.
Đó. Trong trường hợp các bác ghép đơn mua một chậu và những có những mỗi thứ một chậu thì em vẫn ghép đơn nhá. Ôi đẹp chưa này, miên man luôn nhá, gọi là Omeli luôn. Đây em cho các bác xem này, đẹp chưa. Cái hàng này thì tầm đến tháng 11 dương là mình cắt nước. Cắt nước có nghĩa là sao? Các bác không tưới vào thân nữa, các bác chỉ tưới vào gốc thôi. Ngày tưới một lần vào gốc cho em. Thì khi đấy nó mình cắt nước rồi, cái phần lá này nó không phát triển nữa, nó sẽ rụng lá và nó còn cọng không, thì bắt đầu nó sẽ ra hoa được chuẩn Tết cho mình nhá các bác nhá. Chứ các bác mà cứ tưới nó, cứ tưới cả thân cả lá là nó ra hoa, nó sẽ ra hoa ngoài Tết đấy các bác ạ. Không hoa chuẩn Tết được đâu. Một chậu rất chi là nhiều thân của em nó này, giá chỉ có 140.000 một chậu thôi. Yêu lắm. Em giới thiệu với các bác một số cái dòng phân thuốc để các bác tiện để các bác mua lan về chơi, thì các bác có muôn dòng phân thuốc để các bác mình chăm sóc cây nhá. Và nhà em dùng loại nào thì em sẽ giới thiệu với các bác là nhà em dùng loại đấy nhá các bác nhá. Chứ còn ở trên thị trường người ta bán nhiều loại lắm, em cũng nói chung là cũng không biết đâu được mà lần. Đây, đầu tiên là nhà em giới thiệu với các bác một loại Atolix này. Cái này nhà bà bác nào mà mình trồng ít ý thì mình nên dùng cái gói này. Mục đích là kích thích sinh trưởng cây trồng này. Trong đây nó có hướng dẫn này, về các bác ví dụ mua những cái cây đai trâu chẳng hạn, về các bác sẽ cắt hết những cái rễ khô đi và ngâm cho em vào cái này thì cực kỳ là ra rễ cực mạnh. Một gói như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá 10.000, mà các bác mua một hộp 10 gói thì giá chỉ còn là 90.000. Tiếp đến em giới thiệu tiếp một loại nữa là loại B1. B1 của nhà em là B1 Thái xịn nhá. Đây các bác nhìn thấy hàng nhà em nhập khẩu luôn nhá. Nhập khẩu luôn hàng Thái luôn này. Giá em đưa ra cho các bác là 30.000 một lọ và hàng này là hàng xịn nhá. Trên thị trường người ta đang bán 40.000 nhưng em Thúy là bán tri ân các bác là chỉ có 30.000 thôi. Và hàng này hàng Thái xịn. Cái này thì các bác cứ đổ ra cho em một cái nắp này tương đương với 2 lít nước, các bác hòa ra 7 đến 10 ngày các bác tưới một lần cho em. Loại thứ ba đó là cái L3M. Cái loại này được mục đích là cũng là ra rễ cực mạnh. Một nọ này em chia sẻ với các bác giá 30.000, 30.000 một nọ này nhá. Trong đây nó cũng có hướng dẫn sử dụng rồi. Loại thứ tư là một loại phân bón thông minh. Cái này là phân hạt, là thí dụ mình rắc vào những gốc cây ấy. Mấy tháng, 3 đến 5 tháng mình mới phải thay mà rắc một lần thôi. Loại này em bán cho các bác 30.000 một lọ này, bán phục vụ cho các bác thôi. Loại thứ tư đó là phân bón lá. Phân bón lá này thì nó là 30-10-10. Em chia sẻ với các bác giá là 40.000 một lọ này nhá. 40.000 một lọ này. Đấy. Loại thứ năm là loại phân bón tổng hợp. Phân bón tổng hợp này thì nhà em nó là mục đích nó là tốt dễ bật mầm xanh lá, có nghĩa là nó tổng hợp hết các loại. Em chia sẻ với các bác giá là 50.000 một lọ này nhá. Trong đây nó cũng có hướng dẫn sử dụng hết rồi nhá các công dụng cách dùng đây. Đấy. Loại nữa đến đó là kích hoa của Thái nhá. Chuẩn của Thái luôn. Trên thị trường là có chỗ người ta bán 85, 90, 100, 120 lung tung. Nhưng mà cũng chưa chắc là hàng xịn đâu. Nhà em hàng xịn đây các bác nhá. Em chia sẻ gọi là giá tri ân khách hàng. Giá chỉ có 50.000 một hộp thôi. 50.000 một hộp này, hộp là 120ml ấy sấy nhỉ. Đấy, đúng rồi, 120ml. Đấy, 50.000 nha các bác nhá. 50.000 kích hoa đấy. Sau đó đây là một số cái mặt hàng phân thuốc nhà em Thúy dùng như nào thì em chia sẻ với các bác. À đây còn một loại này nữa, đó là phân que tan chậm hàng của Mỹ. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 120.000 một vỉ này. Trong có những cái vỉ này nó có những cái thỏi que que như thế này, thì các bác mình về dỡ ra cũng thả vào chậu đấy, 3 đến 5 tháng thì mình mới thay một lần, mấy này bỏ tiếp một que mới vào nhá. Đấy, các bác bỏ ít thôi chứ tránh bỏ nhiều, bỏ nhiều là nó sẽ sót cây là nó chết đấy nhá. Đây em giới thiệu với các bác một số cái phân thuốc mà hàng nhà em đây, hàng nhập khẩu đấy các bác nhá. Đó. Đây cây cối nhà em cũng toàn hàng thùng Thái luôn. Thì tiện thể là em lấy luôn phân thuốc về em phục vụ các bác.